Hãy một lần trở thành trung tâm của vũ trụ, tâm điểm của mọi sự chú ý với áo khoác classic đơn giản y nguyên bản V 55 và V 56 nha. Chất liệu từ vải dù thành phần là 100% polyester với họa tiết tie dye màu sắc nổi bật trẻ trung, đảm bảo tối đa chuyện gây chú ý. Với cùng với hai phối màu độc lạ này, my logo inox sang diện miệng cho cả nam và nữ đều có thể bỏ vào giỏ hàng em này nha. Sự tiện dụng khi được trang bị túi trong và hai túi trước có dây kéo nổ reverse coil zipper, có bề mặt ngoài dẹp phẳng trong và răng khóa được giấu bên trong tăng độ tinh tế nè. Cùng mình ghé qua Yummy để cùng nổi bần bật nha.